Thưa quý vị thân mến và cùng liên tục chương trình văn nghệ đêm nay, xin được kính mời thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục nghỉ ghế để mời chầu, mời thuốc, mời nước và chúng ta sẽ cùng nhau dài nhánh mắt yêu thương của mình. Tiếp tục trở về gặp gỡ và đón nghe giọng hát của bạn trai Lê Hiếu. Sẽ là người tiếp theo trở về sân khấu hát tặng thưa quý vị, cũng như chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể của chúng tôi đêm nay. Trân trọng giới thiệu và kính mời. Hôm nay để tiếp nối chương trình thì xin mời tất cả quý vị ta cùng trở lại với một ca khúc bài ca Tết cho em. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Của bạn trai Lê Hiếu, một người con của em Quỳnh Mỹ trong buổi tối ngày hôm nay đã cùng trở lại với sân khấu của gia đình chúng ta để hát tặng tới quý vị cũng như chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể. Xin được chân thành ghi nhận và cảm ơn em rất là nhiều.